làm nhân hả mẹ? Ừ. Mẹ nấu rồi mẹ xào nó coi như đậu xanh nè. Là hành, dạ. Đường muối. Thơm quá trời luôn mẹ ơi. Ừ. Ui, ngon quá à. Ừ. Cái này là nhân đậu xanh để xôi. Rồi. Không có xào dầu như nhân bánh, xào nhất chút dừa. Dạ. Nhưng không có đường thơm nhiều. Thơm quá à. Hay mỏng mỏng như nhân bánh ít. Dạ. Mình nhặn xôi cái mình để nhân ngay chính giữa cục xôi á. Ừ, ngon. Nấu xôi lẹ mà có nấu nhân nó lâu nè. Làm nhân hơi lâu. Đó, mẹ nấu xôi nè. Làm cái nếp riêng chứ đậu. Đây xôi lá cẩm này nè. Đây là xôi lá dứa. Ngon không? Nhặn thấy phao xôi nè, nhìn thấy thèm không? Cái dành nó chừng ấy cái pha ra ngâm nữa. Cái này là nó cẩm nè. Ở sau nhà ẩm hổm nhiều lắm. Cái mẹ mình chặt ngâm thì mình cái mẹ nấu cho nó kẹo lại. Cái mẹ bỏ tủ lạnh để dành xài. Nếu mình không ngâm thì pha với cái chút đường cậu. Con đây là nhân nè. Nhân để cái giữa. Nhân đậu xanh. Thơm. Mẹ xào với hành. Cái cốt dừa. Ngon quá. Đường, muối. Nhờ mẹ nấu xôi giùm. Sao mình đặt đây? Tại vì buổi chiều để trong nhà mười mấy mâm nhóm họ nên ở nhà làm. Giờ mẹ nấu xôi lên trên ốc mộng nè. Rồi phụ chị Thư nấu. Cái dầu bên đâu vậy ta? Đó kia nè. Quét cái khuôn trên không dính. Con mới mua 2 chiếc mít rồi mẹ. 2 chiếc mít trong bánh xanh ngon lắm. Út Mộng nó trảnh hôn ra, Út Mộng mới gọi vậy. Dạ. Sao con vừa đi chứ mẹ không biết sao đâu mà kiếm. Dạ. Con kiếm trong vòng ở ngoài không có. Ờ la lo không biết đâu kiếm ta. Ở đâu cho mít quá xanh còn 3 trái. Trời dạ. Quá. Dạ. Mẹ dặn nó ra chợ không có vô mít quá xanh kiếm chứ ở trên trảnh là không có rồi. Dạ. Chứ sắp đi nó xẹp hết, chắc dạ, nhiều. Đúng rồi mẹ. Nó xẹp nó không đẹp. Cho vô ba. Dạ, cho ba. Cho vô ba. Đây là cho ba là phải để đây. Đó mẹ dạ. Nhận để đây nè. Dạ. Chứ không lấy sắp chỉnh nhận chứ. Để chỉnh không có không có chỗ để trên ốc mộng có chỗ. Dạ, này nè, rồi chị nào ba vô ba lấy. Vậy đó. Đặt lấy khuôn trên nhận. Lấy một cái được mà, cái này cái được. Tại bữa rồi mình làm 2 cái nếp mà nhận được 8-9 cái lận. Dạ. Ừ. Hôm nay mày làm mấy cái nếp mày? 5 ký nè. 5 ký 2 màu ha. Ừ. Cái này 3 ký này 2 ký. Dạ. Bỏ cặp, bỏ ký đậu. Đậu. Đã 8 ký. Ký đậu. Dạ. Mình nếm thử coi. Mày làm cái nhân như nhân bánh ít thôi chứ không có bỏ ngọt. Chứ không có bỏ dầu nhiều nữa. Dạ. Ừ. Cho mẹ ăn cái bịch trắng mà lót. Vừa ăn ngon mẹ. À, có người thì người ta xào bằng đường nhiều á. Dạ. À. Xào đường nhiều nó ngọt á. Ngọt lắm. Dạ. Ngọt gắt lắm. Một miếng nha. Tím với dạ. Cho xanh trên mặt ha. Xanh trên mặt hả? À, trên mặt. Mặt là. Dạ, là mặt cái bông á. Mặt là bạch trước. Dạ, nóng tụi nó vui. Nóng. Đổ ra nãy giờ mà nóng sợ. Cái lá dứa này không có theo ý mình. Cái lá già với lá non, lá dạ, trong nắng, ở ngoài nắng, trong mát. Rồi thêm cái mới với lại cái xe cũ. Cũ nó xuống cái màu đậm hơn, còn mới xay nó ra màu nhạt vậy nè. Còn cái lá dứa già thì nó đậm. Còn dạ, lá dứa non thì nó lặt nhất hả? Rồi mình để cũ xuống một chút á. Dạ. Cũng như nay mai mình làm thì nó xuống màu đậm hơn chút. Dạ. Còn mình làm liền thì nó tươi rối vậy đó. Nhớ vậy đó. Mà làm liền thì chờ lắng lâu lắm. Ừ, đúng rồi. Chờ nó lắng lâu lắm. Lắng cho em bớt nước xuống ha. Quá ha, cái màu lên được quá trình luôn. Cái này đại diện cho. Dạ. Vô một ba. Rồi mày để qua không?
ập ra nè, vòng đẹp lắm. Bật vô bật luôn. Ủa màu tím đâu? Ủa sao mày phải làm màu xanh hả? Mày làm lộn hả? Hơn quá cái kia màu tím mẹ. Nhìn cái bông đẹp không? Đẹp ha. Rồi, cái đẹp quá chừng luôn. Mình làm cái này kêu. Dạ cái này màu tím nha. Đáng lý là ha, cái tím cái xanh. Ở trên xanh với tím hay là với tím trên xanh. Hồi nãy làm lộn rồi. Giờ làm nguyên cái tím nguyên cái xanh luôn. Không. Giờ làm cái này cho bé An, bé An mới ở đây đi nghĩa vụ vậy nè. Đi quân sự. Đi học quân sự hôm nay vậy hả mẹ? Nghĩa vụ. Rồi rồi chiều nó đi học rồi. Rồi đi nữa. Cho nó sắp theo đi. Về chưa mẹ? An về chưa? Lát nữa nó về tới rồi nó chiều nó lên trường. Tội nghiệp quá. Dạ. Mấy lần nó bệnh nè. Chưa về nghỉ gì hết, đi nữa à, tội nghiệp quá nha. Mấy lần nó bệnh nè. Vậy lần lát An chạy xe đi mình luôn. Ủa rồi vậy thằng ba nó có rước không kìa? Có rước ăn không anh? Vậy hả? Mấy giờ nó về tới đây rồi nó trở lên trển. Rồi cực quá ha. Sao con không đi sớm rước em? Đi sớm không được. Vậy hả? Dạ, mấy chưa bệnh không này em? Bỏ sơ nha. Bỏ nhân vô nè. Quên đấy, bỏ nhân kêu bỏ xôi. Và là ở trên là màu xanh phải không mẹ? Màu xanh nha, nhớ cái này rồi, tím này. Rồi, bỏ xem đi ra. Cho cái xanh vô để mình làm lộn nữa nè. Lên trở cái chuyện làm lộn vậy đó. Tại vì mẹ bỏ nói này chuyện cái đó, mẹ. Rồi nè. Dạ, nói chuyện cái mình quên. Mình cho ăn, sắp theo ăn đi. Về chiều cũng lên rồi, để tối nè. Bỏ xôi màu xanh ở trên dưới chứ. Trên thành dưới. Dạ, trên thành dưới á. Ở dưới là cái bông màu tím. Ngon quá. Thơm gì không? Có nước cốt gì nữa. Ngon quá chừng luôn. Này đi hang nãy trước nè. Đang xuống. Đây cái nắp này. Nó cứng nè. Về đi kìa. Cho mẹ cái bịch. Bật kia kìa, cái bịch có qua thế nè. Giờ mẹ sửa sạn đi nè. Chị mới về hả? Anh ra sáng đổ ra cái cho chị. Dạ. Để nhận cái xôi cho An mà mình đi nè. Sắp nhận xôi cho An nè chị. Chưa. Dạ, đó, mình làm được chưa? Chưa. Đẹp không? Dạ. Ông màu tím. Rồi ha. Rồi đâu có cho chị đi nói để này cho ăn đó. Xách theo nha. Đi cưng. Cho ăn. Ăn ăn ở đây thì kêu xách theo lên trên rồi, trường ăn. Hơn nha. Ngon quá ha. Ngon mới đó. Nóng hổi luôn. Dạ. Mới ra lò. Chút xíu gì cho nó dạ. Ngon quá, mềm ngon quá.